Tục ngữ có câu, giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Thời đại nào, dân tộc ta cũng có những nữ tướng anh hùng ghi dấu ấn trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thư viện xin giới thiệu tới quý độc giả chân dung một nữ tướng thời đại Hồ Chí Minh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Thị Định. Với mong muốn mang đến cho độc giả những hiểu biết chân thực, gần gũi về cuộc đời, sự nghiệp đấu tranh cách mạng và hoạt động quốc tế của bà Nguyễn Thị Định, năm 2020, nhà xuất bản Phụ nữ phát hành cuốn sách ảnh Nguyễn Thị Định, vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh. Một 108 trang sách in trên nền màu vàng nâu, tựa như một cuốn phim đã nhuốm màu thời gian, không chỉ kể lại cuộc đời và thành tựu của một con người mà còn là câu chuyện về quân đội nhân dân Việt Nam anh dũng, kiên cường trong chiến đấu, về dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, về người phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Sách được chia thành 4 phần. Các trang in trình bày đơn giản, tựa như chính cuộc đời giản dị, mộc mạc của bà Nguyễn Thị Định. Nguyễn Thị Định sinh ngày 15 tháng 3 năm 1920 tại xã Lương Hòa, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Bà tham gia hoạt động cách mạng từ năm 16 tuổi và chỉ 2 năm sau đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 4 năm 1946, bà được cử ra Bắc báo cáo với Bác Hồ về tình hình chiến trường Nam Bộ và sau đó được giao trọng trách làm thuyền trưởng, có nhiệm vụ vận chuyển 12 tấn vũ khí từ Bắc vào Nam bằng con đường biển, từ đó mở ra đường Hồ Chí Minh trên biển. Giai đoạn năm 1954-1959, bà được chỉ định làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy nên bị chính quyền Ngô Đình Diệm giáo giết tìm bắt. Năm 1960, bà được bầu làm phó bí thư và sau đó là bí thư tỉnh ủy Bến Tre để cùng với những người yêu nước khởi xướng phong trào đồng khởi, mở đầu cho cuộc chiến tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang rộng khắp miền Nam. Giai đoạn 1965-1974, bà được bầu là phó tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam. Tháng 4 năm 1974, bà được phong quân hàm thiếu tướng, trở thành nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Sau khi đất nước thống nhất, bà được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách. Ở cương vị nào bà cũng xử lý công việc đầy trách nhiệm và tình người. Trong lòng bạn bè thế giới, bà là biểu tượng của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, là trung tâm đoàn kết các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới. Ngày 26 tháng 8 năm 1992, bà đột ngột qua đời sau một cơn đau tim nặng, hưởng thọ 72 tuổi và được an táng tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà Ba Định đã sống một cuộc đời trọn vẹn với non sông đất nước. Cuộc đời dù trải qua nhiều mất mát đau thương, nhưng bà đã vượt qua tất cả, luôn sống trọn vẹn nghĩa tình với đồng đội, với nhân dân, hy sinh mọi hạnh phúc riêng tư để lo toan cho hạnh phúc của mọi người. Để tri ân công lao đóng góp của nữ tướng, ngày 30 tháng 8 năm 1995, bà được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Qua những hình ảnh trong cuốn sách này, chúng ta không chỉ thấy lại cuộc đời vinh quang của người nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh, mà còn thấy được những năm tháng chiến đấu đầy gian khổ, khó khăn nhưng vô cùng kiên cường, anh dũng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhìn lại quá khứ để biết chân quý hiện tại, chúng ta càng biết ơn và nguyện phấn đấu noi gương các thế hệ đi trước, giữ gìn, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.